quay video marketing để gia tăng doanh số. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Văn Toàn, là nhà đào tạo về kinh doanh và phát triển con người. Tôi biết khi mà các bạn bắt đầu làm video marketing thì mình hay có thái độ là mình ngại đứng trước ống kính. Và tôi cũng biết có rất là nhiều người làm video marketing thì không mang lại hiệu quả trong quá trình kinh doanh của họ. Rất là nhiều người làm video marketing thì họ không biết được cái ý tưởng như thế nào để họ làm một cái video nó hoàn chỉnh hơn. Và tôi biết có rất là nhiều người làm video marketing thì cái việc là nói bị vấp chữ và không tạo được nên cảm xúc cho người xem. Trước đây thì tôi cũng giống như các bạn. Tôi quay video marketing thì tôi cũng mong muốn rằng là cũng giống như người khác. Tôi cũng mong muốn rằng là mình làm video nó được tự nhiên hơn, rồi mình tìm được rất là nhiều ý tưởng hơn, và làm thế nào để tôi có thể tiếp cận được khách hàng tiềm năng của tôi nhiều hơn. Và sau một thời gian thì tôi tự quay và tự edit, tự làm tất cả mọi thứ các bạn, nhưng mà lại không mang lại hiệu quả trong quá trình mà tôi làm video marketing. Và tôi mới tìm hiểu lý do tại sao mà bạn tôi họ đã làm rất là nhiều triệu view ở trên internet. Và lúc đó thì tôi có đi tìm hiểu và tôi hỏi bạn của tôi. Và bạn của tôi chia sẻ rằng là đã tham gia một cái buổi chia sẻ của một người thầy. Và người thầy đấy thì đã chia sẻ cho bạn ấy cái cách mà đã làm video marketing. Thực sự là làm video marketing các bạn nhé, chứ không phải là làm video quảng cáo đâu các bạn. Làm video marketing thì là nó sẽ là khác với video quảng cáo. Và sau bạn tôi đã áp dụng những phương pháp như vậy và về đã làm thành công trong cái lĩnh vực của các bạn tôi. Và ngày hôm nay thì tôi học hỏi được cái điều đó và tôi làm liên tục trong vòng 1 năm. Và tôi đã đúc rút ra có mấy cái keyword để giúp cho các bạn khi các bạn làm video marketing, để giúp cho các bạn tiếp cận khách hàng tiềm năng, đúng cái tệp khách hàng tiềm năng của mình ở trên internet. Thứ nhất, các bạn phải lựa chọn ra được cái chủ đề riêng biệt cho khách hàng của các bạn. Điều thứ hai là các bạn phải chọn được cái nhu cầu của khách hàng của mình là gì. Cái vấn đề này các bạn phải tìm hiểu thật sâu trong quá trình mà các bạn làm video marketing. Tại vì sao Toàn lại nói như vậy ạ? Khi các bạn đã làm video marketing rồi thì chúng ta cần phải hiểu được khách hàng của mình. Hay là các bạn bán hàng cũng thế. Các bạn được hiểu được khách hàng của mình sẽ giúp cho các bạn bán được nhiều hàng hơn, và các bạn sẽ giúp được nhiều khách hàng hơn. Và điều thứ ba là chúng ta cần phải nghiên cứu cái sản phẩm của mình. Cái sản phẩm của mình có phù hợp với khách hàng hay không? Nếu khách hàng mà họ ưa thích cái sản phẩm nào và họ hay sử dụng cái sản phẩm nào, hay là họ cái vấn đề của họ hay thường gặp là gì, thì các bạn phải nghiên cứu được sản phẩm và các bạn phân tích của cái sản phẩm của mình như thế nào để giúp cho khách hàng nó tốt hơn. Và điều thứ tư là các bạn phải luyện tập liên tục bằng cách làm video marketing. Các bạn có thấy là Toàn đang quay video marketing ở đây thì Toàn đã tập hàng ngày. Ngày nào Toàn cũng tập, ngày nào Toàn cũng quay. Thì khi mà Toàn đứng trước camera thì không còn ngại ngần gì nữa các bạn. Các bạn thử xem là cái ngày đầu tiên của Toàn làm video marketing, và ngày hôm nay là ngày lần thứ 2 của Toàn làm video marketing rồi, thì tổng là 45 ngày Toàn làm video liên tục, mỗi ngày một video ra liên tục. Thì đây là một trong những cách mà giúp cho các bạn sẽ tạo được cái thói quen là sẽ nhìn camera nhiều hơn. Bằng việc nhìn camera thì sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn trong quá trình các bạn làm video marketing. Các bạn có thấy là khi mà mới bắt đầu mà Toàn làm video marketing thì Toàn có hai cái thái độ là mắt hay bị nháy, rồi cơ thể nó không được uyển chuyển, rồi cái giọng nói của mình nó không được tốt. Nhưng mà ngày hôm nay ấy, thì Toàn cái cảm nhận Toàn, và có rất là nhiều người bạn của Toàn và đã thấy Toàn là thay đổi lên rất là nhiều, được gọi là biến đổi đấy các bạn. Chỉ bằng một cái phương pháp là Toàn làm video marketing thôi, trong vòng 45 ngày Toàn đã làm liên tục và cứ sáng một cái, chiều một cái. Nhưng mà chia sẻ thật với các bạn là Toàn đã làm một ngày trung bình là một ngày 5 cái video. Bất kỳ cái việc gì Toàn không biết, nhưng mà một ngày Toàn phải quay được 5 cái video. Thì trong quá trình mà Toàn quay được 5 cái video thì các bạn nên nhớ là Toàn đã học và Toàn đã đọc, Toàn đã đúc rút ra rất là nhiều kinh nghiệm, để khi mà mình đã làm video rồi thì mình phải làm liên tục, và sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn trong quá trình mà các bạn làm video marketing. Và các bạn và Toàn mong rằng nếu các bạn mà đang xem cái video này, thực sự nếu các bạn mà người mà đang làm video marketing, thì các bạn có thể áp dụng một trong những cái 5 cái phương pháp mà Toàn đã chia sẻ cho các bạn vừa rồi, sẽ giúp cho các bạn tự nhiên, sẽ giúp cho các bạn gia tăng được khách hàng tiềm năng, và sẽ giúp cho các bạn hiểu được khách hàng tiềm năng hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này, và nếu các bạn mà thấy cái video này hữu ích cho các bạn thì hãy nhớ đăng ký kênh và hãy nhớ nhấn hình quả chuông để khi mà Toàn ra video các bạn là người đầu tiên nhìn thấy. Hãy đăng ký ngay bây giờ. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye!